Bản tin dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ và tỉnh Đồng Tháp đêm nay ngày 24 tháng 9 và ngày mai ngày 25 tháng 9. Khu vực miền Tây Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, ngày giảm mây, nắng gián đoạn. Gió Tây Nam cấp 2, có lúc cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực tỉnh Đồng Tháp, thời tiết khu vực các huyện đầu nguồn, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết khu vực các huyện cuối nguồn và nội đồng, trời mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết khu vực thành phố Cao Lãnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây và nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Bản tin thủy văn, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, mực nước thực đo ngày hôm qua tại trạm Tân Châu 3m13, mực nước dự báo ngày mai 3m04 xuống 9cm. Tại trạm Hồng Ngự 3m10, mực nước dự báo ngày mai 3m02 xuống 8cm. Tại trạm Sa Rài Tân Hồng 2m91, mực nước dự báo ngày mai 2m92 lên 1cm. Tại trạm Tam Nông 2m14, mực nước dự báo ngày mai 2m19 lên 5cm. Tại trạm Trường Xuân Tháp 10 1m77, mực nước dự báo ngày mai 1m81 lên 4cm. Tại trạm Cao Lãnh 2m13, mực nước dự báo ngày mai 1m90 xuống 23cm. Tại trạm Sa Đéc 1m90, mực nước dự báo ngày mai 1m67 xuống 23cm. Nhận định 5 ngày tới, mực nước tại khu vực đầu nguồn và khu vực nội đồng Tháp 10 biến đổi chậm, mực nước khu vực phía Nam xuống trong mấy ngày nữa rồi lên trở lại theo triều.